Thời gian gần đây thì chính sách của YouTube có phần thay đổi về những nội dung liên quan đến trẻ em đã khiến cho YouTuber Quỳnh Trần JP phải đau đầu. Nhưng mà chị đã tìm được cách để bé Sa xuất hiện lại trong các vlog từ nay về sau và còn viết thư giải bày trực tiếp với YouTube. Một ngày sau vlog, hai mẹ con Quỳnh Trần bé Sa đi thăm vườn dâu tây khiến dân tình vừa mừng vừa lo. Mừng vì bé Sa comeback trở lại clip, lo vì chị Quỳnh đã đánh liều đăng video có trẻ em dù đã được cảnh báo từ trước đó. Khán giả càng lo lắng hơn sau khi video được upload 2 tiếng thì phải thay đổi tiêu đề. Một số người còn cho rằng chị Quỳnh đã bị YouTube đánh gậy lần nữa nên mới phải đổi tên. Hôm qua đưa Sa đi vườn dâu, quay phim lại cho mọi người xem, Quỳnh đã gửi hẳn mail cho YouTube hỏi là video của Quỳnh có con nhỏ như vậy có được không? Thì họ trả lời là được, nhưng phải không lạm dụng con trẻ. Có nghĩa là từ nay, video nào được thì Quỳnh sẽ cho Sa vào, còn không thì sẽ là một mình Quỳnh. YouTube khi xét video trẻ em thì họ sử dụng robot, nên cho dù Quỳnh có không lạm dụng trẻ em để kiếm tiền, nhưng mà họ xét bằng máy nên nhiều lúc vẫn bị đánh. Cho nên, thỉnh thoảng Quỳnh mới cho Sa vào thôi. Vậy là từ nay, dân tình hoàn toàn có thể chờ đợi những vlog có bé Sa. Tuy vậy nhưng mà tần suất sẽ không nhiều, nhưng đây vẫn là tin rất là đáng mừng đúng không nào? Quấy rối tình dục không chỉ là một chủ đề nóng trong showbiz mà còn là mối lo ngại của rất nhiều người trong xã hội hiện nay. Trong đó thì thang máy là nơi đã xảy ra không ít vụ quấy rối gây xôn xao dư luận. Mới đây thì ca sĩ Tiên Tiên đã có một pha xử lý cực khéo léo khi gặp ông chú có ánh nhìn kỳ lạ trong thang máy. Hãy cùng theo dõi nhé! Mới đây, ca sĩ Tiên Tiên đã chia sẻ, có bao giờ bạn rơi vào trường hợp đi thang máy, gặp một người đàn ông say xỉn, rồi nhìn bạn với cặp mắt cực kỳ khả ố chưa? Thật sự xấu như mình mà còn bị thì... lần đó mình phải chịu cảm giác rợn gai ốc khá lâu vì thang máy từ rooftop xuống bãi xe hơi cao. Đến khi hết chịu nổi thì mình quay người lại đối diện với người chú nồng nặc mùi rượu, rồi hỏi một cách rõ ràng rành mạch rằng, nhìn chú quen quen, hình như lần trước chú có qua nhà tặng 3 con chai rượu thì phải. Từ cặp mắt khả ố và vẻ khịnh khạng say rượu, bỗng dưng người chú còn tỉnh hơn chữ tỉnh. Sau 5 đến 10 giây thì mắt chú sáng rực như đèn pha. Con gái anh Quang Minh à? Mình chả biết Quang Minh nào, nhưng mà dạ đúng rồi, ba Quang Minh. Thế là lúc sau, người chú đứng chặn cửa thang máy để mình đi ra một cách an toàn và được cư xử còn hơn cả công chúa, kèm ánh mắt rất chi là thiện cảm. Thế, một pha an toàn và tiết kiệm cho người ta 200.000 đồng. À, quên nữa, cảm ơn ba Minh ở một phương trời nào đó, nhưng mà ba con không phải tên Quang Minh. Câu chuyện của Tiên Tiên đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Tuy nhiên thì ngoài được khen cách xử lý tình huống vô cùng thông minh, thì Tiên Tiên cũng khiến cho dân tình phải bật cười vì câu chuyện do cô kể lại vừa có tình tiết hú tim nhưng cái kết rất là hài hước.